Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là đơn vị điển hình thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 2 năm qua, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Nam Sách đã có nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo Bác với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 2 năm qua, trường Trung học phổ thông Nam Sách đã triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay sau khi huyện ủy Nam Sách triển khai cuộc vận động, nhà trường tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện đến từng chi bộ, từng đảng viên, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh học tập về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt và đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để mọi người phấn đấu rèn luyện. Đảng ủy nhà trường yêu cầu các cán bộ, đảng viên, giáo viên tuyên truyền sâu rộng và vận động quần chúng thực hiện tốt cuộc vận động. Điểm nhấn trong quá trình thực hiện cuộc vận động ở trường Trung học phổ thông Nam Sách là hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 7 giáo viên tham dự hội thi kể các câu chuyện về những đức tính mẫu mực và tấm gương sáng ngời của Bác với sự liên hệ sâu sắc, rút ra những bài học bổ ích về đạo đức, lối sống để mọi người noi theo, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn trường. Những câu chuyện, những kiến thức trình bày tại hội thi đã được các giáo viên sử dụng làm bài giảng để giáo dục học sinh. Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường Trung học phổ thông Nam Sách Hải Dương, tôi thấy cán bộ, giáo viên, nhà trường đã tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Bác và đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong các phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của nhà trường. Bản thân tôi là một giáo viên đã được trực tiếp tham gia cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường và ở huyện. Qua phong trào đó đã giúp tôi có cơ hội được tìm hiểu nhiều câu chuyện về cuộc đời và đạo đức cách mạng của Bác. Tôi đã vận dụng các bài học đó trong cuộc sống và công tác. Qua các bài giảng của mình, tôi luôn giáo dục học sinh lòng yêu mến, kính trọng người, đồng thời học tập ở Bác lòng yêu tổ quốc, quê hương, gia đình, bạn bè và người thân xung quanh, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, những người có ích cho xã hội sau này. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, tại trường Trung học phổ thông Nam Sách đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, đặc biệt là phong trào dạy tốt học tốt. Năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 99,3%, 40% số học sinh thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. 98,8% học sinh đủ điều kiện lên lớp và số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt là 83,5%. Trường có 3 giáo viên đoạt giải tại hội giảng cấp tỉnh, 37 học sinh đoạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đồng đội học sinh giỏi của nhà trường được xếp thứ 2 trên 41 trường trung phổ thông của tỉnh. Với những thành tích đạt được, năm 2008, Đảng bộ nhà trường đã được huyện ủy Nam Sách đề nghị tỉnh ủy khen thưởng. Đoàn thanh niên trường được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên. Công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc và Ban chỉ đạo nếp sống văn hóa tỉnh đang hoàn tất thủ tục để công nhận nhà trường là cơ quan văn hóa cấp tỉnh. Có được kết quả trên, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, Đảng bộ nhà trường đã triển khai và gắn việc thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mọi hoạt động công tác nên đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động, xây dựng các tiêu chí cụ thể để hướng cuộc vận động. Thứ nhất là về mặt nhận thức đối với cán bộ đảng viên phải nhận thức được sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và rèn luyện đạo đức tác phong lối sống trong công việc, đặc biệt là tinh thần phục vụ. Ở đây nó thể hiện là tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, trong chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ đảng viên và thể hiện được cái vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Cái thứ hai là phải rèn luyện đạo đức lối sống tận tụy và hết lòng vì học sinh thân yêu. Cái thứ ba là không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đấy là thể hiện cái ý thức phục vụ nhân dân đối với một cán bộ đảng viên trong những cương vị công tác của mình là giảng dạy. Xác định đây là cuộc vận động lâu dài thiết thực gắn với phong trào của ngành giáo dục phát động. Trong năm 2009 và các năm tiếp theo, trường Trung phổ thông Nam Sách tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cuộc vận động, từng bước đưa nội dung cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều sâu thông qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác dạy và học cũng như hoạt động các phong trào của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.